Chào mọi người, tiếp nối sự kiện tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2022 thì khác với cả những video trước mình chỉ review xe thôi, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một gian hàng xem sao. Thì mình đang đứng ở trong gian hàng của Mitsubishi với chủ đề năm nay là Adventure Together Go. Cuộc sống là những hành trình và sẽ thật thú vị nếu như chúng ta đi cùng nhau. Mình đùa chút thôi nhưng chủ ý thì nó sẽ là kiểu như thế. Và tất nhiên đây là tâm điểm của Mitsubishi trong triển lãm Việt Nam Motor Show 2022. Đó chính là chiếc Mitsubishi XFC Concept. Đây là một mẫu xe cũng mới được ra mắt thôi và thật sự đặc biệt khi nó được ra mắt toàn cầu cũng như ra mắt ngay tại Việt Nam để thấy rằng Mitsubishi toàn cầu đang ưu ái thị trường Việt Nam ra sao. XFC Concept là một mẫu xe SUV hạng B và nó sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những cái tên cũng rất sừng sỏ, ví dụ như là Hyundai Creta này, Kia Seltos đó. Và nếu như các bạn có thời gian thì hãy tới đây để chúng ta có thể được ngắm trực tiếp mẫu xe này, cũng như là kỳ vọng rằng khi với phiên bản thương mại thì nó sẽ được giữ lại những chi tiết nào. Đối với bản thân mình, ví dụ như chiếc xe này đi, thì khi mà ra đến bản thương mại chúng ta có thể kỳ vọng có thêm đúng nguyên giải đèn LED như thế này, rất dày dặn. Và ở phía dưới này thì sẽ có thể là đèn LED projector. Và chờ mong xem là kể cả hệ thống an toàn chủ động nữa, đúng không ạ? Ở đây thì một bộ mâm cũng rất đẹp rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng với phiên bản thương mại thì mâm nó sẽ nhỏ hơn, bởi vì thực tế thì bản concept này đang sử dụng bộ mâm lên đến 20 inch. Khoảng sáng gầm xe lớn và tất nhiên rồi, gương xe thì chắc chắn là nó phải là kiểu gương truyền thống. Để có được gương sử dụng kiểu camera như thế này thì mình nghĩ rằng nó phải chờ vài năm nữa. Hay là phần tay nắm cửa cũng vậy, đấy các bạn xem không? Đang sử dụng là một nút bấm chứ không là kiểu truyền thống. Và sang đến bên đây, như mọi người đang thấy là cụm đèn hậu cũng rất đẹp. Mình tin rằng là cụm đèn hậu này có thể giữ lại nguyên bản, đấy, được LED rất dày. Và ở phía dưới này thì nếu phiên bản thương mại mình tin rằng nó sẽ có cả cảm biến cũng như là phần tay nắm mở cốp nữa. Về phần nội thất bên trong thì rất tiếc là sẽ không được mở ở đây đâu. Nhưng mà nếu như các bạn đã xem những video trước rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng một nội thất rất hiện đại. Đặc biệt là mình chờ mong cụm màn hình đôi kích thước 12,3 inch như thế kia. Cần số cũng được làm mới và kể cả có bệ nó kiểu bay bay một chút, rất đẹp. Thì mình hy vọng rằng mẫu xe này cũng sẽ sớm được ra mắt. Và còn một thông tin thú vị nữa, đó là các bạn có thể đặt mẫu xe này ngay từ ngày 28 tháng 10 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2023 để có thể nhận được ưu đãi, đó là dịch vụ bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm hoặc là 60.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Đấy là về XFC Concept. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả những mẫu xe khác trong gian hàng này. Mẫu xe tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là Mitsubishi Xpander, mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam. Tính đến nay, kể từ ngày mở bán thì mẫu xe này đã bán được khoảng 70.000 xe rồi. Và đầu năm 2022 thì Mitsubishi tiếp tục giới thiệu Xpander phiên bản facelift với 20 điểm nâng cấp. Với mình thì mình rất thích cụm đèn T-shape mới này, có bộ mâm đã được nâng lên 17 inch, khoảng sáng gầm lớn nhất ở trong phân khúc. Và ở phía bên trong thì cũng ghi nhận rất nhiều sự thay đổi. Ví dụ như là chúng ta có màn hình giải trí kích thước lớn hơn 9 inch, đã có phanh tay điện tử Auto Hold mà mình nghĩ rằng thật sự là tốt với một chiếc MPV 7 chỗ. Sang đến phía bên trái đây, các bạn có thể nhận thấy là có hai chiếc Triton ở đây. Nhưng chiếc Triton này thì nó đặc biệt hơn cả. Bởi vì sao? Nó là xe của đội đua AK Racing. Một mẫu Triton về động cơ thì nó vẫn giữ nguyên sức mạnh như là chiếc Triton ở phía bên dưới đây, nhưng nó đã có rất nhiều đồ hàng hiệu hơn rồi, một bộ lốp cũng khác và đây hệ thống giảm xóc như các bạn thấy ở đây. Còn nếu như các bạn nhìn ở phía bên trong nội thất thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn, nó được làm theo một cách đơn giản hơn, lược bớt đi để chiếc xe có thể nhẹ nhất có thể. Đó. Một chiếc bán tải đua. Còn nếu như các bạn nhìn ở phía đằng sau thì nó là một chiếc Triton nguyên bản thôi. Đây, đứng ngay cạnh mình đây là Triton nguyên bản và đây là phiên bản đua của nó. Đây là Triton Athlete, đây cũng là một mẫu xe đã được làm thay đổi thêm một chút. Nó vẫn giữ nguyên kiểu Triton thôi nhưng mà có những điểm chi tiết mới hơn như là lớp màu sơn này hay là kể cả màu nội thất ở bên trong. Ngoài ra bên trong sự kiện này thì chúng ta vẫn còn những sản phẩm khác trong giải sản phẩm đang được bán chính hãng của Mitsubishi. Ví dụ như ở đây là chiếc Mitsubishi Attra.
một chiếc sedan ở phân khúc hạng B động cơ 1.2 lít và cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất ở trong phân khúc. Hay ví dụ như ở đây là Mitsubishi Outlander này và Mitsubishi Pajero Sport. Ở một vòng vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem về gian hàng của Mitsubishi trong triển lãm Việt Nam Motor Show 2022. Thì các bạn thấy sao và ấn tượng về mẫu xe nào nhất? Mình nghĩ rằng có lẽ chiếc XFC Concept ở trên kia, thì hãy tới đây ngắm nhìn trực tiếp và hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.